chị nhé. Và không để anh chị chờ lâu nữa, và anh chị đọc kích thước của tác phẩm và đi sâu vào tác phẩm với các bác nhé. Và với kích thước chiều cao là 1m80, ngang 64, và sâu là 30, sao lưu với các bác giá là 19 triệu đồng. Và kỷ tặng kèm anh chị một chiếc kỷ, với kỷ là cao là 25 phân nhé các bác nhé. Và em không để các bác chờ lâu nữa, em xin kính mời anh chị đi sâu thử lại tác phẩm của chị Lạc Tuấn Dầu nhé. Và em xin kính mời anh chị và các bác. Các bạn anh chị cùng ngắm xem tác phẩm Di Lặc Đứng Rồng được chế tác ở trên liệu gỗ xá xịn chị nhá. Từng đường vân nét gỗ rất là đẹp vài luôn chị ơi, từng nét độc anh chị ơi. Các bạn, và ngày nay mọi người vẫn tin rằng Phật Di Lặc tượng trưng cho điều nhiều điều may mắn và tích ẩn nguồn năng lượng tích cực đầy mùi rắc rối và đem lại cuộc sống may mắn, giàu cho có sức khỏe và những người thành tín. Người ta thường chế tác được một con vật Di Lặc theo hình tượng của Hòa Thượng hoặc Bố Đại, nó mang theo những hoặc là trưng bày trong nhà, trong văn phòng, trong công ty chị nhớ. Và hiện nay từ tượng Phật phong thủy Di Lặc như rất là ưa chuộng, tượng dây chuyền này, đồ trang sức trong đó Phật Di Lặc phổ biến hơn cả. Và được tượng thường được làm những chất liệu khác nhau, như các bạn anh chị đây là bên em đang chế tác chất liệu xá xịn các bác nhớ. Đó, và anh, các bạn có thể ngắm nhìn cho em ạ, từ những diện mà thần thái của cụ đạo rất là tuyệt vời chị nhớ. Diện mặt của cụ rất là tươi cười đấy ạ. Các mắt của cụ thì có thể nói lên là niềm vui cho gia đình mình. Và những chuỗi dây chàng hạt tiền đấy ạ, nghệ nhân đang đục bằng tay như các bác nhá. 10 vân thì đều đặn như cả 10 đạo. Và bụng cụ rất chi là to và tròn, và nhấn thêm điểm là vân xoáy tròn nhé các bác nhá. Rất là tuyệt vời này. Và bụng cụ to tròn thì mang lại tài lộc về cho gia chủ mình đấy ạ. Và những chiếc tà áo của cụ nghệ nhân đang đục rất là tỉ mỉ, rất là nét sắc đấy ạ. Và chân cụ đang đứng trên một cái bao tiền rất là siêu to khổng lồ đấy ạ. Và bao tiền này mang lại tài lộc về cho gia đình mình đấy ạ. Và bên cạnh cụ mẹ đang đục được thêm năm chú tiểu đồng đấy nhá. Và năm chú tiểu đồng tượng trưng cho ngũ phúc và mang lại cho phúc lộc thọ hàng linh đấy ạ. Và phúc là mang lại an nhàn hạnh phúc, lộc thì mang lại tượng cho tiền tài phát lộc, thọ thì mang lại trường thọ viên mãn, và khang mang lại biểu tượng sức khỏe dồi dào, linh mang lại tượng trưng cho sức sống bình an. Và đây là những bức tượng của Di Lặc là biểu phúc của phổ biến nhất chúng ta như nhớ. Và không thể thiếu được là bên em được những cái dáng của chú rồng đấy chị ơi. Dáng của chú rồng đấy ạ. Chú rồng đang bay bay lượn đấy ạ. Và anh chị có thể ngắm nhìn đấy ạ. Râu rồng này, từ những râu rồng này, nghệ nhân em đục rất là tỉ mỉ, rất là lét sắc như nhớ. Hàng đục rất là kênh bong đây chị nhớ. Anh chị ơi, em có thể thò tay vào được này. Từ những chiếc sừng, những chiếc mai của chú rồng đấy ạ. Nghệ nhân em đục chân tỉa rất là tuyệt vời rồi, rất là mềm mại, rất là xinh nét sắc này. Và những cái chiếc vảy này nghệ nhân đang đục vảy kem chị nhớ, rất là tuyệt vời, rất là đều đặn luôn này, không chiếc vảy nào to bé chị nhớ. Đó, rất là tuyệt vời luôn, từ những chiếc vảy này, từ những chiếc mai sừng này, chú rồng này, và từ những cái chiếc móng vuốt ạ. Đó, nghệ nhân đang đục chấm tỉa rất là tuyệt vời rồi này, rất là đẹp tuyệt vời chị nhớ. Với chú rắn, đúng chú rồng này, nghệ nhân đang đục rất chi là lâu công, những cái chiếc vảy rất chi là lâu công này các bác ạ. Và các bác có thể ngắm nhìn này. Đó, ngắm ra từ những phần râu rồng, sừng rồng này, nghệ nhân em đục rất là tỉ mỉ, rất là nét sắc này. Và ở dưới đây em đục những cái trái đào rất là chi là căng tròn mỏng như các bác nhớ. Và trái đào thì mang lại tượng trưng cho tuổi trường thọ cho gia đình mình. Và năm cánh hoa đào này nghệ nhân em đục năm cánh thì đều đặn như cả năm đấy ạ. Và năm chú tiểu đồng không chú nào dáng đứng giống như chú nào chị nhớ. Mỗi chú có thể có chú dáng vẻ đứng khác nhau. Và kích thước của tác phẩm này với cao là 1m80, ngang 64, sâu là 34, giao lưu với các bác giá là 19 triệu đồng. Tặng kèm mắt các bác một chiếc kỷ với chiều cao là 25 các bác nhớ. Và bác nào quan tâm tác phẩm này thì các bác hãy liên hệ số điện thoại bên em 0914